Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Trong bối cảnh Tổng thống Ba Lan mới đây tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân Mỹ với lý do Nga đang ngày càng quân sự hóa Kaliningrad, vùng lãnh thổ tách biệt của Nga trong lòng châu Âu, giáp Ba Lan và Litva, ngày 25 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo Ba Lan về trò chơi nguy hiểm khi xem xét khả năng cho phép Mỹ đặt vũ khí hạt nhân. Ông Sergei Ryabkov cho biết, nếu họ đi theo con đường leo thang hơn nữa, một vòng xoáy căng thẳng tiếp theo sẽ xảy ra. Nói chung, trò chơi này rất nguy hiểm, hậu quả của nó khó dự đoán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, bất kỳ tên lửa hạt nhân nào của Mỹ ở Ba Lan đều có thể trở thành mục tiêu trong trường hợp xảy ra xung đột Nga-NATO. Bà Zakharova tuyên bố, không khó để cho rằng, nếu vũ khí hạt nhân của Mỹ xuất hiện trên lãnh thổ Ba Lan, các vật thể tương ứng sẽ ngay lập tức nằm trong danh sách các mục tiêu hợp pháp cần phá hủy trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự trực tiếp với NATO. Thứ trưởng Ngoại giao Nga chỉ ra rằng Moscow đánh giá bất kỳ sự mở rộng nào trong thỏa thuận chia sẻ về vũ khí hạt nhân của NATO là hành động gây bất ổn nghiêm trọng và thực tế là mối đe dọa hướng vào Nga. Ông Ryabkov cho hay, các chính trị gia Ba Lan đang xem xét triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ của họ. Phải hiểu rằng, bất kỳ sự thay đổi nào theo hướng đó sẽ không mang lại thêm an ninh cho Ba Lan, vì các địa điểm liên quan chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu. Các nhà hoạch định quân sự của chúng tôi sẽ coi chúng là ưu tiên hàng đầu. Tuyên bố của các nhà ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thông báo rằng ông đã mời Thủ tướng Donald Tusk tham gia một cuộc trao đổi vào ngày 1 tháng 5 về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân từ các nước thành viên NATO tại Ba Lan. Theo Tổng thống Duda, ông đã đích thân yêu cầu Mỹ xem xét việc đặt một phần vũ khí hạt nhân tại Ba Lan. Ông Duda tuyên bố, nếu các đồng minh của chúng tôi quyết định triển khai vũ khí hạt nhân như một phần của việc chia sẻ hạt nhân trên lãnh thổ của chúng tôi nhằm tăng cường an ninh cho sườn phía đông của NATO thì chúng tôi sẵn sàng cho điều đó. Tổng thống Duda đã nhấn mạnh lại quan điểm của mình rằng Ba Lan sẵn sàng cho kịch bản này, khiến Thủ tướng Tusk nói rằng ông muốn Tổng thống làm rõ. Ông Donald Tusk cho biết, ý tưởng này rất lớn, tôi có thể nói là rất nghiêm trọng. Bên cạnh đó, ông cũng giải thích rằng Ba Lan không có kế hoạch cụ thể để tiếp nhận vũ khí hạt nhân của nước ngoài. Trước đó, Tổng thống Duda nhận định, sở dĩ Ba Lan khẳng định lập trường theo tuyên bố trên do Nga đang ngày càng quân sự hóa vùng đất Kaliningrad giáp Ba Lan và Litva. Ông nhấn mạnh thêm việc Moscow đã triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở quốc gia láng giềng Belarus, nước đồng minh chủ chốt của Nga. Vào thời điểm đó, ông Putin lập luận rằng động thái này được kích hoạt bởi quyết định của Anh cung cấp cho Ukraine đạn uranium nghèo. Tổng thống Putin cũng chỉ ra rằng Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu trong nhiều thập kỷ. Tổng thống Ba Lan giải thích thêm, nếu các đồng minh của chúng tôi quyết định triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của chúng tôi để tăng cường an ninh cho sườn phía đông của NATO, thì chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Ông Duda nhắc lại rằng, với tư cách là thành viên NATO, Ba Lan có một số nghĩa vụ nhất định, và về mặt này, chúng tôi chỉ đơn giản thực hiện một chính sách chung. Hồi tháng 1 năm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moscow xem kho hạt nhân của Mỹ, Anh và Pháp là những vũ khí hạt nhân duy nhất nhằm vào Liên bang Nga do NATO đã tuyên bố Nga là mối đe dọa chính. Ông Lavrov tiết lộ thêm rằng Moscow đã tính trước kịch bản này trong chính sách hạt nhân. Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố xung đột hạt nhân là điều không bao giờ được phép xảy ra, đồng thời khẳng định Moscow chưa bao giờ sử dụng kho vũ khí nguyên tử với mục đích đe dọa. Bằng cách khai thác lỗ hổng trong lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ, Nga được cho là đã nhận được lợi ích đáng kể từ số tiền 2,2 tỷ bảng mà Anh chi tiêu cho việc mua dầu mỏ từ Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin từ hãng tin Guardian, các quan chức Anh đang phải đối mặt với cáo buộc gián tiếp hỗ trợ cho Nga thanh toán chi phí của cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách tiếp tục nhập khẩu dầu mỏ đã qua quá trình tinh lọc từ các quốc gia nhập khẩu dầu thô từ Nga. Để đáp trả việc Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã cam kết sẽ không nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt từ Nga. Chính phủ Anh đã thực hiện cam kết này bằng cách cấm nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu từ Nga kể từ ngày 5 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, một lỗ hổng trong chính sách pháp luật của Anh đã dẫn đến việc dầu mỏ từ Nga vẫn tiếp tục luồn vào Anh. Theo đó, nếu dầu thô của Nga được tinh luyện từ một quốc gia khác, nó sẽ không bị xem là có nguồn gốc từ Nga và không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập khẩu của Anh. Do đó, Nga có thể bán dầu cho các đồng minh để tinh luyện trước khi xuất khẩu sang Anh. Tổ chức Global Witness đã chỉ trích hành động này là rửa tiền cho Nga, giúp Nga tăng cường sức mạnh trong cuộc xung đột với Ukraine. Theo trang web Deadmock, phân tích dữ liệu từ chính phủ Anh đã chỉ ra rằng sản lượng nhập khẩu dầu tinh luyện từ Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ vào Anh trong năm 2023 đạt mức 2,2 tỷ bảng,
một con số kỷ lục và tăng 434 triệu bảng so với năm 2021. Điều này rất đáng chú ý bởi Nga từ lâu đã là một trong những nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ và Trung Quốc. Thêm vào đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã trở thành một trong những quốc gia nhập khẩu dầu thô từ Nga quan trọng nhất trên thế giới, đặc biệt sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Chuyên gia điều tra cao cấp tại Global Witness, bà Leila Stanley nhận định, hàng triệu thùng dầu tinh luyện từ dầu thô có nguồn gốc từ Nga tiếp tục được đổ vào Anh. Chỉ riêng trong năm ngoái, số dầu này đã mang lại lợi nhuận hơn 100 triệu đô la Mỹ cho Điện Kremlin. Cho đến khi chính phủ Anh có thể xử lý được lỗ hổng này, họ vẫn đang tiếp tay cho Nga trả chi phí ở Ukraine. Một điều đáng mừng là chúng ta hoàn toàn có thể sửa chữa được sai lầm này. Chính phủ Anh nên hành động ngay bằng cách cấm nhập khẩu dầu nhiên liệu được tinh chế từ dầu thô của Nga và ủng hộ cho Ukraine một cách chân thành. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ An ninh Năng lượng và chương trình Net Zero của Anh nhấn mạnh, sau khi chính quyền Tổng thống Nga Putin phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine và vũ khí hóa ngành năng lượng, chúng tôi đã ngay lập tức tiến hành các bước đi nhằm chấm dứt việc nhập khẩu dầu thô của Nga, bao gồm cả lệnh cấm nhập khẩu dầu và sản phẩm từ dầu, có hiệu lực trong tháng 12 năm 2022. Bên cạnh việc cung cấp bằng chứng số dầu đó không có nguồn gốc từ Nga, các nhà nhập khẩu dầu cũng phải cung cấp cả thông tin quốc gia cung cấp dầu cuối cùng để đảm bảo rằng số dầu họ mua vào không có nguồn gốc từ Nga hoặc không tìm cách lách luật thông qua việc chuyển từ Nga qua một nước khác trước khi được nhập khẩu vào Anh. Kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực, đã không còn có dầu thô và sản phẩm dầu thô từ Nga nhập khẩu vào Anh nữa, phía Anh khẳng định. Thực tế, các con số cho thấy một hình ảnh khác hoàn toàn. Cụ thể, giá trị dầu mỏ nhập khẩu từ Ấn Độ vào Anh đã tăng đột ngột từ tháng 2 năm 2022 khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine. Năm 2021, Anh chỉ nhập khẩu dầu tinh luyện trị giá hơn 402 triệu bảng từ Ấn Độ. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên hơn 4 lần, đạt mức 1,8 tỷ bảng trong năm 2022, trước khi giảm xuống còn 1,5 tỷ bảng trong năm 2023. Tại cùng thời điểm, lượng dầu tinh luyện nhập khẩu từ Trung Quốc đã tăng mạnh lên đến hơn 20 lần, từ 30,2 triệu bảng năm 2021 lên 395 triệu bảng năm 2022 và gần 664 triệu bảng năm 2023. Số liệu tương tự cũng được ghi nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ khi con số này tăng từ 1,8 triệu bảng trong năm 2021 lên 60,3 triệu bảng trong năm 2023. Theo dự đoán của tổ chức Global Witness trong năm 2023, khoảng 5,2 triệu thùng xăng, dầu tinh chế từ dầu thô của Nga đã được nhập khẩu vào Anh. Trong đó, sản lượng dùng cho nhiên liệu máy bay có thể lên đến 4,6 triệu thùng. Con số này được tính toán dựa trên lượng nhiên liệu có liên hệ từ Nga, được sử dụng trên 5% tổng số chuyến bay tại Anh. Tuy nhiên, số liệu từ chính phủ Anh chỉ ra rằng, lượng dầu nhập khẩu trực tiếp từ Nga đã giảm từ 1,5 tỷ bảng trong quý đầu tiên của năm 2022 xuống còn 0% trong năm tiếp theo. Điều này khiến Anh phải tìm kiếm nguồn cung thay thế từ Algeria, Bahrain, Kuwait, Libya, Qatar, Ả Rập Xê Út và UAE trong giai đoạn này với số tiền lên đến 19,3 tỷ bảng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ Anh, EU cũng đang bị nghi ngờ về việc nhập khẩu dầu từ Nga thông qua các quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Global Witness, EU đã nhập khẩu khoảng 130 triệu thùng dầu tinh luyện từ dầu thô của Nga trong năm 2023, đóng góp cho Nga số tiền thuế lên đến 940 triệu bảng. Hiện nay, Nga là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc với kim ngạch thương mại tăng 24% trong năm 2023 so với một năm trước đó. Số lượng dầu và khí đốt mà Nga bán cho Trung Quốc và Ấn Độ được đánh giá là giúp ổn định nền kinh tế Nga, với tỷ lệ suy giảm chỉ là 2,1% trong năm 2022, thấp hơn nhiều so với dự đoán trước đó là 12%. Hồi tháng 11 năm ngoái, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar từng tuyên bố thế giới cần cảm ơn Ấn Độ vì đã làm mềm giá dầu mỏ khi mua bán dầu từ Nga. Thông qua việc này, chúng tôi đã thực sự kiểm soát lạm phát toàn cầu và thế giới nên cảm ơn vì điều đó. Nga hiện là nguồn cung dầu mỏ hàng đầu cho Ấn Độ, chiếm khoảng 40% tổng sản lượng dầu nhập khẩu của quốc gia này. Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2023, Ấn Độ đã nhập khẩu khoảng 1,76 triệu thùng trên một ngày từ Nga, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Sau Ấn Độ và Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 3 trong danh sách các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ từ Nga. Tương tự như Ấn Độ và Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị cáo buộc giấu giếm lượng dầu mỏ của Nga xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu. Các nghị sĩ Mỹ đã cảnh báo rằng, dầu từ nhà máy Dantheon ở Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn được sử dụng trên các tàu chiến của Mỹ. Doanh thu bán dầu và khí đốt rất quan trọng với nền kinh tế Nga, trong bối cảnh Mỹ cùng đồng minh phương Tây áp nhiều biện pháp trừng phạt đối với Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine. Các biện pháp này gồm hạn chế mua dầu từ Nga, hoạt động tài chính và tàu thuyền của Moscow, cũng như áp mức trần giá 60 đô la Mỹ mỗi thùng.
Nga cũng rất cần nguồn tiền quan trọng này để trang trải cho cuộc chiến ở Ukraine sau hơn 2 năm bùng phát và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trong một diễn biến liên quan, theo tính toán của Reuters, doanh thu dầu khí Nga được dự kiến sẽ tăng lên mức 14 tỷ đô la Mỹ trong tháng 4, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tính toán của Reuters cho thấy, doanh thu dầu khí dự kiến trong tháng 4 của Nga là 1,292 nghìn tỷ rúp, khoảng 14 tỷ đô la Mỹ, gấp đôi so với mức 648 tỷ rúp vào tháng 4 năm 2023. Mức này được cho giảm nhẹ so với con số 1,308 nghìn tỷ rúp thu về trong tháng trước.